Rồi Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh đầu cầu của em nha quý anh em. Thì hôm nay em giới thiệu cho quý anh em một số cây cần anh em. Ở đây nó có nhiều loại, cần phíp, cần carbon đều có hết luôn. Nói chung giá rất là tốt cho anh em nha. Họ giá rất tốt cho em. Cho anh em, mua một mã phí cước 30.000 toàn quốc anh em. Hai mã em free ship. Nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền, ok chưa? Rồi, giới thiệu anh em cây cần đầu tiên nè. Cây này cây cần luôn mới đứng nè. Luôn mới đứng chất liệu cần carbon khoan hãng bát thản anh em. Khoan hãng bát thản. Chất liệu cần là carbon nha. Cái này dài 2m58 nè, dài 2m58. Cần chung rất đẹp nha mà. Đầu cứng cái này tương đương khoảng M, lô tầm khoảng chắc cũng 30g hay là 28-30g quay đầu. 28-30g quay đầu nha. Cái này mã 536. Nặng 145g, ngọn 2D2, góc 9D3 nha em ơi. 536 giá 400.000. 536 giá 400. Để em tí đi em quay cái quay. Rồi, cái 537 nha em ơi. 537 nha, ISO khăn nhỏ nè. Cây này hãng SSM nha. Đầu cứng 1.5m3, đầu cứng 1.5m3. Khoan Fuji, bass Fuji. Khoan Fuji, bass Fuji. Chất liệu cần là carbon nha. Cần nói chung khá đẹp ạ. Cái này câu cá hanh, cá hanh, cá cháp, cá giò, cá nâu. Đây có chạy chút xíu. Nói chung cần ok, đẹp anh em ạ. Khoan Fuji, bass Fuji. Cái này mã cho em 537 nha. Nặng 200g, ngọn 0.8, góc 17 nè. 17.7. 537 này giá cho anh em 380 nha. 537 giá 380. Cây carbon nha anh em. Cái này mắc carbon. Made in Korea. Xuất xứ sang Hàn Quốc mà xuất Nhật tiêu thụ anh em. Rồi tới 539. 539 là cây cần hai khúc chất liệu phíp nha. Khoan của nó là khoan FK bát nhôm. Nói chung cây này em chưa vệ sinh kỹ nè, còn dính tan. Anh em lấy bàn chải á, đánh nó là bung ra hết. Đánh nó là đánh bóng, anh em biết có mai đánh bóng là. Nói chung mấy này em không có làm kỹ nè. Chung cần khá ngon, đầu cứng cái này. Đầu cứng cái này tương đương là tầm khoảng 100-120 nha, cần cứng lắm. Cái này dài 2m15. Cái này dành cho anh em câu sông, câu hồ, câu biển được. 538 nè, nặng của nó là 465g, ngọn 5 ly, góc 14. 538 này giá cho em 200.000. 538 giá 200.000. Cái 539 ISO khoan nhỏ nè. Cây này dài 5m1 thôi, khoan Fuji, bass Fuji, chất liệu cần là phíp nha anh em. Chất liệu cần là phíp, cái này cần mềm. Giá tốt cho anh em nè. Được cái nguyên bộ khoan Fuji thôi. Cái này anh em không thích câu ta câu ISO thì có xả làm từng tay nha. Không thích câu ISO xả làm từng tay. Nói chung cần khá ngon á. Cái này mã cho anh em là 539 nha. Nặng của nó là 306g, ngọn 0.9, góc 23. Đó, 539 này bán cho anh em 200.000. Nặng 306g, ngọn 0.9 nha. Hãng Shizu nè. Đó, giá 200.000. Cái 540 này ISO khăn lớn nè. Khoan Fuji, bass Fuji. Cái này đầu cứng 4m5 nha. Hãng Ryobi carbon 2 da sắn nha mà. Carbon 2 da sắn nha. Khoan bass Fuji carbon 2 da sắn. Đầu cứng số 4. Cần trông rất đẹp đó nè, mới. Cái này mã cho anh em 540 nha, nặng 298g, ngọn 2D2, góc 21.2 nè. 540 giá 1.4 triệu, giảm còn 1.3 triệu thôi. 540 giá 1.3 triệu nha. Cái 541 này cần Akada nè, Akada dài nha. Cái này chất liệu cần là carbon, bên Nhật, này bên Nhật độ nè. Nó độ chế. Cái này dài chắc cỡ 2m mấy thôi. Cây này dài 2m7 nè.
hết 7 cái Akada dài nha. Akada dài, ngọn mềm. Cây này thì nói chung nó chỉ hư đúng một cái khoang thôi nha. Hư đúng một cái khoang này. Em thấy nó nứt, nó bể không? Đây, đó. Hư có một cái khoang thôi, còn dưới khoang dưới đây còn nguyên nha. Đây. Anh em về với việc thay khoang thôi. Có khoang này thì tháo, có khoang thay hư hai khoang này, khoang thường vô cũng chơi bình thường anh em. Nó hư một cái khoang này. Chất liệu cần là carbon nha, ngọn là sợi tinh. Bass Fuji. Rồi, 541 nè, nặng 140 gram, ngọn 0.6 góc 11. 541 giá 300. 541 giá 300 nha. Cái 542 lại cần lua dây trong nè, lua mấy ngang. Chất liệu cần là carbon. Cái này hãng ABI Spencer nè mà. Lua mấy ngang nha. Lực là 6 đến 14 lb, lua này cũng khoảng 4 đến 16 gram thôi. Dài 1m68 độ cứng ML. Đó, dài 1m68 độ cứng ML nha anh em. Dài 1m68 độ cứng ML. Cái này mã cho anh em 542 nè, nặng 162 gram, ngọn 2 ly 7 2 ly 8, góc 15. 542 này giá cho anh em 300 ngàn. 542 giá 300. Tới 543 này cây cần lua mới đứng anh em. Khoan hãng bát hãng, chất liệu cần là carbon nha. Khoan hãng bát hãng, chất liệu cần là carbon. Cây này hãng SSE Made in China nha mà. Cây này dít nha, dít. Cây này Silvermon như nè. Lua mát của nó 40 gram. Lực của nó 1 chấm đến 2 chấm bia nha em. Nói chung cần rất là đẹp nè, cần mới tinh. Cây này dành cho anh em câu lua rền. Lua rền dít cũng được, lua rền dít. Cần nói chung cũng khá là ok á. Rồi cái này mã cho anh em là 543 nha. Nặng 235 gram, ngọn 2 ly 6, góc 13.2. 543 này giá 500 ngàn. 543 này giá 500k nha, 500 ngàn. Rồi cái 544 này cần luôn mới đứng. Khoan hãng bát hãng, chất liệu cần là carbon nha. Này. Cây này cây dài 2m7 nè. Lua của nó 7 đến 28 gram, lực là 6 đến 12 lb. Đó, lua 7 đến 28 gram. Chất liệu cần là carbon nha. Cây này hình rất là đẹp nè, mới. Rồi. Cái này mã cho anh em là 544 nha. Nặng 178 gram, ngọn 2 ly góc 10 11 nè. 544 giá 400 ngàn. 544 giá 400 ngàn nha, 400 ngàn. Rồi cái 545 này, cái cần ISO khoan nhỏ nè. Cây đầu cứng số 1.5 5m3, khoan Fuji. Bát Fuji, cái này anh em bát hãng nha. Cái này em không, anh em không thích câu ISO có thể xả làm tay cũng được. Không thích câu ISO có thể xả làm gần tay cũng được. Cái này xả tay cứng khoảng tầm 3H nè. Cần nói chung đẹp lắm, cái này mới tinh. Chất liệu cần là carbon nha. Chất liệu cần là carbon. Cây mã 545 nè, nặng 306 gram, ngọn 3, ngọn 1 ly 6 góc 20. 545 thì giá 300 ngàn. 545 giá 300 ngàn. Cái 546 nha. 546 cây này cây cần lua mới đứng nè, cây lua rền coi 3 khúc nha. Khoan Fuji, bass Fuji. Khoan Fuji, bass Fuji, chất liệu cần là carbon. Cây này dài 3m3, độ cứng L nè. Cây này lua rền này, cây này lua tầm khoảng 28 30 gram quay đầu thôi. Cái này nó dài nó mềm, nó lua hơi cứng hơn, cái hơi nặng gram hơn mấy cần ngắn nè. Alo này Fuji Six nha. Alo Fuji Six. Còn dài là Fuji thường thôi. Cái này mã cho anh em 5546 nha. Nặng 263 gram, ngọn 2 ly góc 14. 546 này giá 700. 546 giá 700 ngàn em. 546 giá 700 ngàn. Cái 547 nè. 547 cần 3 khúc lục nè. 3 khúc lục. Chất liệu phíp nha, phíp nha. Khoan FK ta. Khoan này khoan FK. Bát inox. Cây này dài của cần là không thấy để luôn.
Cây dài 3m9 nha nè. Cây này dài 3m9, độ cứng này 25 ta. Dài 3m9, độ cứng 25. Chất liệu cần là phíp nha, cây chất liệu cần phíp. Rồi cây này mã cho anh em là 547 nè. Nặng 743g, ngọn 37, góc 27. 547 này giá 300. 547 này bán cho anh em 300.000 nha, 300.000. Này cái 548 này cần 3 khúc nè. Khoan của nó là khoan Fuji, bát nó bát Fuji nha. Chất liệu cần là phíp anh em. Cây khoan bát Fuji. Dài 3m9. Chất liệu cần là phíp. Cây này đẹp, cây này mới. Cây này mã cho anh em 549 thôi. 549. Gì kỳ này 547 48 à. 547. Đây 54 mấy đây. 546, 547 này 48 đúng lên 549 luôn. Còn đây 549 nha nè. Nó không có mã 548 rồi, 549. Đầu cứng 25. Dài cái này là 39. Cần nói chung đẹp lắm, mới. Rồi, khăn khăn gập lên gập xuống nè. Cái này mã 549 nha. Nặng 656g, ngọn 3.9, góc 25. 549 thì giá 300.000. 549 thì giá 300k nha, 300.000. Rồi tới 550. 550 cần 2 khúc nè. Cây này dài 2m7 nè, có chữ đây nha. Độ cứng cái này tương đương khoảng 120 nè. 120-150 cần cứng nha. Chất liệu cần là phíp nè. Độ cứng khoảng 120-150 nha. Khoan Fuji, bát Fuji. Cái này có chữ nè. Mà nó hơi mờ tí, anh em nhìn kỹ mới thấy nha. Đây, 2m7. Khoan Fuji, bát Fuji. Cái này dành cho anh em câu sông, câu hồ, câu biển. Câu cha, bông lau. Câu cá lớn nha. Cần cứng. Rồi cái này mã cho anh em 550 nè. Nặng 460g, ngọn 3.8, góc 24. 550 giá 350 nha. Cái này bán 450 anh em. Giảm còn 350 cho anh em thôi. 550 giá 350. Cái 551 cây cần 4 khúc nè. Khoan nó là khoan Fuji, bát Fuji. Đó, 4 khúc khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là phíp nha. Chất liệu cần là phíp. Độ cứng cái này tương đương cũng 25 thôi. 25 của thằng Lục. Khoảng tầm 60-80 của thằng Lăng C nha nè. Tại Lục với Lăng C độ cứng nó khác nhau anh em ạ. Cây này dài 4m2 nè. Chất liệu cần là phíp nha. Chất liệu cần là phíp. Ở dài 4m2, 4 khúc. Rồi cây này mã cho anh em là 551 nè. Nặng 714g, ngọn 3.4, góc 20-29. 551 này giá 308, giảm còn 300. 551 giá 300 nha, 300.000. Rồi tới 552 là ISO khoan nhỏ nè. Đầu cứng 3.5m4 nha, khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon, này carbon hay da nha mà. Carbon hay da nha. Chất liệu cần là carbon, carbon hay da. Cần nói chung cũng khá đẹp anh em, mới. Mới nè, cây đẹp. Rồi cái này mã cho anh em 552. Nặng 322g, ngọn 1.5, góc 21 nha. 552 giá 1.3 triệu, giảm cho anh em còn 1 triệu thôi. Cái này bán thanh lý nè. 500 này bán bớt cho anh em 300.000 thanh lý nè. Mấy cái này bán không có lời nè. 552 bán cho anh em 1 triệu thôi. Cái này chắc anh em mua nhiều. Tại cái này trước em cũng có cây độ cứng số 3 bán 1.1 triệu, mà 4-5 người hỏi. Mới có tuần lễ trước mấy. Cái này anh em bữa anh em là hỏi cái số 3 mà 5.4 á. Lấy cái này được. Cái này mới vừa về tới mấy ngày. Rồi 552 này giá 1 triệu nha. Tới 553 này cây cần 2 khúc nè. 2 khúc cắm, cắm 2 cây khúc cắm nha. Cây này độ cứng 60-100. 100-150. Cái ngọn là sợi thủy tinh. Gốc là carbon. Khoan Fuji, bát Fuji. Dài 1m8 thôi nha. Dài 1m8. Cái này dành cho anh em câu bè. Câu bè câu dạng câu cá lớn. Cá cha, bông lau, câu lớn. Đánh dít được. Đánh đáy được. Cây này super rip nè. Hãng anh ba tắc cột. Ngọn là ngọn sợi tinh. Gốc là gốc carbon nha. Made in Korea. 553.
nặng 331 gram, ngọn 2.5, ngọn 2.6, góc 16.5. 553 này bán cho anh em 600.000. 553 giá 600.000 nha. Cái 554 này, 554 thì nó có hai đọt, nhưng mà một đọt nó bị gãy nha. Đây. Một đọt bị gãy đây. Anh em muốn chơi đọt này luôn thì nói em tặng cái đầu bô em gắn vô em gửi nha. Còn không thì anh em cứ lấy giờ về muốn làm gì làm. Còn cây cần này nó có vậy nè. Hơi chi nè, chất liệu phíp nha. Cái đọt gãy này nó gãy cũng vài sen thôi. Đây, ở bằng nè, nó gãy nè. Nó gãy cũng khoảng 3 sen thôi, 3 sen đọt nha. Cây này dài 1m8, độ cứng 30-50. Dài 1m8 nha, chất liệu phíp. Rồi cây này mã cho anh em là 544 nè. Hãng này hãng SZM. Khoang bát Fuji. Nặng 200 g, ngọn 3 ly, ngọn 3 ly 3, góc 15.5. 544, 554 này bán cho anh em 400, giảm còn 300 đây. Cây này quá mềm luôn. Cây này bữa không gãy đọt anh em là em bán 400.000 á. Nhưng mà gãy đọt rồi bớt anh em 100.000 về. Nói chung lấy nếu mà muốn chơi đó em gắn đầu bu vô cho chơi. Gắn đầu bu vô câu kéo bình thường luôn á. Nói chung bán giá tốt cho anh em cái này. 555. 554 chứ, giá 300. Rồi tới 555 này sao cây nhỏ nè. Cây này cực cần đai qua nha. Khoang hãng bát hãng, độ cứng 2.5m3 nè, carbon 2 da xoắn. Khoang Fuji Six. Bát đai qua nè. Nói chung cây còn rất là đẹp, mới nha. Mấy cây này về anh em việc chơi thôi. Carbon 2 da xoắn. Đây. Cây này hãng Daiwa, độ cứng 2.5m3 nè, mặt made in Taiwan nha, có tem Nhật tiêu thụ đây. Bát vặn nè. 555 nha, nặng 220 g, ngọn 1.4, góc 20. 555 này giá 1 triệu giảm còn 900 thôi. 555 này bán 1 triệu giảm cho anh em còn 900.000 thôi. Tới 556 này cái cần Shimano nha anh em. Khoang bát Fuji, độ cứng 2.5m4 nè. Độ cứng số 2.5m4 nha. Khoang bát Fuji. Cần nói chung rất đẹp đó nè. Chất liệu cần carbon 2 da, 2 da sắn ít nha. Nó cần đẹp đó nè, mới. Cây còn đẹp khoảng 85%, 80-85%. Có chày dăm dăm, không đáng kể đâu. Cây gần Shimano 2 power ít nha anh em, cây sắn ít. Đây nó có chày một chút. 556 nha. Nặng 302 g, ngọn 1.5, góc 20. 556 này giá 850, giảm cho anh em còn 700 thôi. 556 giá 700. Năm sáu giá 700k. Rồi tới 557 nè. 557 này cây cần hai khúc, chất liệu cần carbon nha, khoang bát Fuji. Cây này ngoại hình nói chung hơi cũ nè, độ cứng 50, độ cứng 50 80 nha. Đít tay thì nó thay cục cao su vô, nhưng câu kéo bình thường không lỗi đâu. Đít này nó bị mất cái miếng nhôm sao, thay cục cao su vô nè. Khoang bát Fuji, cái này chứa vệ sinh nó đen đen nè. Đây. Anh em nhìn nó dơ, nó cũ. Dài 2m4. Cái này không biết vệ sinh được không thì anh em về tốt nha. Nói chung chà nó có cái dấu nó bung ra nè anh em. Nhưng mà không biết sử dụng bằng cái tẩy nào tẩy được, cái này nó sạch nó đẹp lắm. Khoang Fuji, bát Fuji. Đây. Cần nói chung rất là ngon. Cái này mã cho anh em 557 nè, nặng 298 g, ngọn 2 ly, góc 18.5. 557 này giá 400. 557 giá 400 nha. Rồi tới 558 này cần hai khúc hay chi nè, có túi. Cây này cần hay chi, có bè, có cá cháp, có giò, có hành, có nâu nha. Khoang Fuji, bát Fuji, chất liệu cần là carbon. Cái này hãng Olympic nè mày. Độ cứng 30 2.1. Ngọn tháp xài thí tinh nha. Độ cứng 30 2.1. Đây. Nói chung cây này còn rất, cũng khá là rất đẹp đó nha, mới. Hãng Anh Va Tắc Cồ.
cây này cậu bè, cây dành cho anh em cậu bè nha. 558, nặng 193 gram, ngọn 1 đi 6, gốc 14,7 nè. 558 giá 600, giảm cho anh em còn 500.000 cái này thôi. 558 giá 500. Cây này dành cho anh em câu bè, câu dạng như câu tôm, câu tôm mình hơi cứng một chút nhưng mà câu tôm xong là ok. Đó. Cây này câu cá tầm khoảng 7 tới 6 7 kg, 7 kg, 8 kg quay đầu là ok nha anh em. Hoặc nó thường mấy ngày câu cá tầm khoảng 1 kg, 1 kg rưỡi, 2 kg là cao. Tại anh em câu bè cá lớn cũng không có nhiều. Ồ, cái này mã cho anh em mình lưu mấy ngang nè. Cây này chất liệu cần carbon khoan hãng inox nha, bát hãng nè. Cây này dài 1m68 thôi. Độ cứng cây này ML lưu tầm khoảng 14g, 14-15g quay đầu. Chất liệu cần là carbon nha. Chất liệu cần là carbon. Đây, nói chung bát cần đẹp mới. Lưu mấy ngang. Rồi cây này mã cho anh em 559 nha. Nặng cây này là 82g, ngọn 2 ly, góc 8,1 ly. 559 này giá 200.000 thôi. Chất liệu cần là carbon nha. Carbon giá chỉ 200 thôi. 559 giá 200. Rồi tới 560 này ISO khoan lớn nè. Cây này độ cứng 4-5m3 nè. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon nha. Đây. Chất liệu cần là carbon. Cây này carbon 2 da nè. Anh em nhìn thấy nó xoắn nè. Đó, carbon 2 da nha. Độ cứng 4-5m3. Đây. Anh em gờ vô để nha, nó gừng gừng carbon mà nổi lên luôn anh em. Chứ không phải là carbon thường nè, nó nổi lên luôn, chà nó nhám tay lắm. Cần nói chung đẹp á, cây còn đẹp. Mới, cây nó mới nè. Hãng Olympic, Olympic Century độ cứng 4-5m3 nha. Đó, cây này mã cho anh em là 560 nè. Nặng 413g, ngọn 2 đi 4, góc 22,3. 560 này giá 1.4 triệu, đang sale còn 1.2 triệu thôi. Made in Korea nha. 560 này giá 1.2 triệu. Cây này mất cái cục cao su đích nha nè. Mất cục cao su đích. Anh em nói chung là cây này dễ thôi. Nè. Cái cục cao su ở đây thì còn nè. Đây. Không, thì nó lóng nó không bị rớt ra. Nhưng mà mất cái cục cao su đích dưới thôi. Nói chung bình thường nha. Đó vậy đó. Để mình gắn lại cả. Ok. Rồi. Cái này 560 giá 1.2 triệu anh em. Đấy 561 ISO khoan nhỏ nè, độ cứng 2-4m5 nha. Đó, độ cứng 2-4m5. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon. Nói chung cần cây này nói chung là còn ok á, ok la anh em. Đẹp nha. Có chày dăm dăm mà không đáng kể anh em ạ. Đây, đây có chày nè. Thấy rõ nha. Đó, cái lóng kế lóng góc, kế lóng góc nha. Kế lóng góc nè, lóng gắn máy nè. Kế cái lóng gắn máy nè. Còn mấy lóng trên đẹp. Rồi cái này mã cho anh em 561 nha. Nặng 194g, ngọn 1 ly 6, góc 19. 561 này bán 500 giảm 400. Thôi cái này bán thanh lý, bán thanh lý thu tiền, thu vốn. Bán không lời cái này luôn, đã bao anh em luôn, không lời cái này luôn. Cái này bán cho anh em 350.000 thôi. Em nói thiệt anh em, cái này bán cái giá này là không lời 1.000 cho anh em luôn á. Anh em lấy thì chốt nha. 561 giá 350 thôi. Tới 562 là súp lỡ nè. Cái này cái cần súp pin nha, súp pin. Cái này hãng Shimano nè mà. Súp pin hãng Shimano, độ cứng 20-39 nha. Rồi tiếp tục anh em ơi, nãy có điện thoại. Đó, cái này cái Shimano nè, súp pin độ cứng 20-39. Đó, chất liệu cần là carbon nha, carbon. Đây. Độ cứng 20-39 anh em ạ. Cần thì đẹp lắm, mới. Rồi cái này mã cho anh em là 550 562 nha. Nặng 310g, ngọn 2 ly 6, 2 ly rưỡi chứ, góc 2 ly 1, góc 21 nè, 21,4. 562 này bán cho anh em 600.000. 562 giá 600. Tới 563 này ISO khoan nhỏ nha. Cái này ISO khoan nhỏ hãng Shimano nè. Khoan bát Fuji nha. Hãng này Shimano Alivio, độ cứng 1.5-5m3, made in China nè mọi người. Made in China nha. Đây. Khoan Fuji, bát Fuji.
chất liệu cần là carbon nha. Cây này nói chung, quần hình nói chung cũng có chày dăm dăm nha anh em, cũng có chày dăm dăm đây chày. Nói chung cần khá đẹp anh em. Cây này giá rẻ thôi, cây này nếu mà đợt khoảng tầm năm quái rồi, cây này bán khoảng 750-800, mà năm nay bán nó hơi chậm, bán sale còn 500.000, bán giá này không có lời đâu nè. 563 nha, nặng 164 gram, ngọn 21, gốc 19, 563 giá 500. 550 mà bán còn 500 nha. 563 giá 500.000. Rồi tới 564 là cây cần ISO khoan lớn nè, cây này cây cần Daiwa. ISO cây da nè, cây da độ cứng 4-5.3. Khoan Fuji, bát Fuji nha. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon. Đây, made in Korea anh em ạ. Cần thì nói chung là cũng còn rất là đẹp nha, mới. Có chày dăm dăm chút xíu thôi, chứ chả ảnh hưởng gì cần đâu anh em ạ. Này là dính dơ thôi. Này dính dơ. Cần đẹp nha, mới tanh nè. Nước sơn còn rất là đẹp nè. Còn hàng bãi thì chắc chắn sẽ có chày rồi. Còn đẹp mà nó không chày thì ít lắm nè. Đẹp là do cái nước sơn mình nó còn sạch, sáng, không có bị tối màu đi là nó còn đẹp nè. Còn chày hay không là do cái độ ngoại hình mới của nó. Còn cây này thì nó ok nha. Cây ít chày, sơn đẹp nữa. Cây mã 564 nha. Nặng 450 gram, ngọn 1.7, gốc 24 nè. 564 là giá 900, giảm còn 800 thôi. 564 thì giá 800.000. Rồi tới 565. 565 cây này cần ISO nè. Cây này dài 3.3 thôi, hãng Nissin. Khoan Fuji, bát Fuji nè. Đó, khoan Fuji, bát Fuji, hãng Nissin nha nè. Cây này C-Bass. Cây này ISO khoan biển nè, ISO biển nha. Cây này cái ngọn là sợi tinh nguyên bản nè, chứ không phải lai lỏng đâu. Ngọn là sợi thủy tinh. Cái lóng hai là carbon. Cần này nói chung rất là cứng nha. Cây này rút cả thẳng như cây củi vậy. Cây này cứng tầm khoảng chắc cũng tầm cứng khoảng 10 nè, cứng 10 luôn á. Cứng 8-9-10 luôn, không biết nhiều mà cứng 8-9-10 luôn, cần cứng lắm. Ngọn 20 cm ngọn thì nó mềm nè. Nhưng mà từ qua cái lóng này nó cứng khừ. Cây này câu ISO cá lớn được nè, câu cá lớn được nha, hãng Nissin. Dài 3.3 thôi, chất liệu cần là carbon, ngoại hình nói chung có chày. 565, nặng 259 gram, ngọn 1.4, gốc 27.1 nha. 565 này giá 450 nha, 550 giảm cho nên còn 450 thôi. Tới 566 nè, cây cần 3 khúc, chất liệu cần là carbon nha. Hãng SSM, chất liệu cần carbon, khoan Fuji, bát Fuji. Đầu cứng 82.7 nè, cứng 82.7 nha, cần đẹp. Đây, đầu cứng 82.7, cây còn cần đẹp anh em ạ. Mới tình. Rồi, cây này mã cho anh em là 566 nha. Nặng 403 gram, ngọn 1.6, gốc 23.2. 566 này giá 900. Sale còn 700 thôi. 566 này bán cho anh em 700.000 thôi, 700k nha. Tới 567 này cần lua rút nè. Dài 2.7. Dài 2.7 hàng SSM nha. Lua là 7-21 gram, lực là 8-20 lb. Khoan Fuji bá thẳng nha. Khoan Fuji bá thẳng. Đây, khoan Fuji bá thẳng. Chất liệu cần là carbon. Nói chung cần đẹp anh em, mới nha. Cây còn đẹp mới. Rồi cây này mã cho anh em là 567 nha, nặng 218 gram, ngọn 2 ly, gốc 15.7. 567 giá 500.000. 567 này bán cho anh em 500k nha. Rồi tới 568 này cần Aikada nè. Aikada cây này chất liệu cần là carbon nha, dài 1.5 m thôi, hãng Ryobi. Aikada. Đúng không? Ngọn là ngọn tháp sợi thủy tinh nha anh em. Aikada thì ngọn luôn luôn là bằng đầu ngọn bằng sợi tinh hết, nó tháp nè. Từ đây màu đen này là carbon, từ màu trắng cho lên là tháp sợi tinh nha. Dài 1.5 m thôi, dành cho anh em câu bè. Câu bè, câu cá cháp, cá giò, cá hành, cá nâu nha, cần nói chung khá đẹp ạ. Mới.
Rồi cái này mã cho anh em là 568 nè. Nặng 96g, ngọn 0.4, góc 9 ly nè. 568 này giá cho anh em 550 giảm còn 500 thôi. Akada nha, 550 giảm cho anh em còn 500.000 thôi. Mã 568 nè. Cái này Akada dành cho anh em câu bè, câu cá cháp, cá giò, cá hành, cá nâu, câu cá nhỏ nha. Tới 569 này cần lua mới ngang nè. Lua mới ngang. Ở đây thì nó dính kèo. Cái này biết gì không nè, cọng thun á. Cái cọng thun nó cột lại lâu năm quá nó chảy, chảy nè, dính tà lưa. Này anh em về lấy gì anh em chùi đó. Lấy xăng chùi nó bùng. Khoan Fuji, bát Fuji, chất liệu cần là carbon nha. Chất liệu cần là carbon, khoan Fuji, bát Fuji. Dài mét 65. Hãng Osaka nha nè, Osaka. Cây này lua tầm khoảng 14g thôi. Lua này tầm khoảng 14g quay đầu anh em. Rồi cái này mã cho anh em là 568 nha. Nặng 150g, ngọn 1.7, góc 6.6 ly. 568 giá 300. 400 mà giảm cho anh em còn 300 thôi. Đó, 568 giá 300 anh em. 300.000. Và đến 569 là ISO khăn lớn nè. Cây này hàng hệ nè, giá cao lắm á. Chứng cái hãng Daiwa nè. Và hình nói chung có chạy chút xíu. Khoan bát Fuji Gold nha nè, bát Fuji vàng, tem vàng. Đầu cứng số 6 5m4, khoan Fuji Six Gold nha. Đây. Khoan Fuji Six Gold em à. Đó, khoan Fuji Six Gold. Khoan Fuji Six Gold. Chất liệu cần là carbon. Chất liệu cần là carbon nha anh em. Nói chung cần khá đẹp á. Mới. Cần mới tinh. Nguyên bộ khoan không đủ tiền anh em. Anh em nhìn. Trời ơi nó như vàng 24k anh em ạ. Cái này anh em về sưu tầm. Hãng Daiwa nha. Đầu cứng số 6 5m4. Cái này mã cho anh em 570 nè. Nặng 553g, ngọn 2 ly, góc 26 nha. 26,5, 570 giá 2.3 triệu. Đó, 570 này bán cho anh em 2.300.000. Cái bộ khoan này không đủ tiền cho anh em. Đủ tiền cái bộ khoan rồi. 570 giá 2.300 nha. Rồi nó 571 nè. Một cây cần súp dài 4m2. Cây này nó bên tù Nhật nó độ hơi cũ một tí nha. Nó độ cái góc thôi nè. Nó quắn chỉ tờ lưa hết. Nhưng mà đẹp lắm nè. Độ ok lắm nha. Chứ không quay xấu nha. Cây này khoan bát Fuji nè. Nó độ nè. Nó quắn chỉ lên. Cây về câu thôi. Nói chung là cái góc này thì hơi xấu. Thể độ nó không còn bản. Còn mấy lóng trong đẹp hết nha. Mấy lóng trong còn ngon lắm. Lắm trong ok hết nè. Khoan Fuji, bát Fuji. Cây này nếu mà nó còn nguyên á nè, nó nguyên gốc luôn, cây này khoảng tầm 700.000 cây. Nhưng mà cái gốc này nó tụi nó quắn chỉ, nó đi ke đi quắn đi, nó làm lại xấu hơn, nó hơi thô thô anh em nhìn nè. Nè. Thì bán cho anh em cây này 400 thôi, độ cứng cái này 20. 20 4m2 nha. 571, nặng 411g, ngọn 2 đi 9, góc 25, 571 giá 400, 400.000 thôi. 571 giá 400k thôi. Rồi đến 572, cây gần ISO khoan lớn nè, cây độ cứng 4, 5m4 anh em. Khoan Fuji, bát Fuji. Đó. Chất liệu cần là carbon, ngoại hình có chày nha. Khoan Fuji, bát Fuji. Nói chung cần này còn khá là đẹp. Cây còn đẹp khoảng 80-85%. Đó, đẹp 80-85% anh em. Mới. Có chày dăm dăm chút xíu thôi. Và cái này mã cho anh em 572 nha. Nặng 431g, ngọn 1.7, góc 23.2. 572 giá 700, giảm cho anh em còn 600.000 thôi. 572 này bán cho anh em 600k nha. Tới 573 ISO khoan nhỏ, độ cứng 1, 4m rưỡi nha. Chất liệu cần là carbon.
Cây này dành cho anh em về xả tay. Cây này nó hư khoen ngọn về xả tay. Cây này giờ là ISO hư khoen xả tay nha. Dài 4,5 m. Cây này nếu xả tay cứng tầm khoảng 3 h 3,5 h nè. Cần phôi đẹp, cây này phôi đẹp lắm. Cây này nếu mà anh em mua cây này chơi còn ngon hơn cần tay nguyên bản anh em. Tay nguyên bản giờ anh em mua cũng khoảng 600 rồi. 600-700 ngàn cây rồi. Thì cây này nó rẻ hơn như gấp đôi. Gấp đôi của cây cần ISO nguyên bản. Nhưng mà phôi của ISO cần tay nguyên bản mà phôi của ISO là dày hơn anh em. Này nó hơi bị chốc sơn, chốc tem phủ bóng một tí. Rồi 573 nha, nặng 153 g, ngọn 0.8, gốc 17,8. 573 giá 200. 573 này bán cho anh em 200 ngàn. Rồi tới 574 này, cây cần 3 khúc nha. 3 khúc chất liệu cần carbon nè. Khoen Fuji, bát Fuji nè. Ở đây nó bị chấm lỗ mất cái miếng cao su nè, chấm lỗ nha. Khoen Fuji, bát Fuji, độ cứng 50 3,3 nha, độ cứng 50 3,3. Chất liệu cần là carbon. Cái này mã 574 nha. 574 hãng Olympic nè. Độ cứng 50 3,3. Cái này cần rất là đẹp nè, mới. Cái này mã 574 nha, nặng 352 g, ngọn 2.7, góc 16. 574 giá 800, giảm cho anh em còn 700 thôi. 574 giá 700k nè, 700 ngàn. Rồi anh em lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Rồi cảm ơn em, hẹn em các video kế tiếp.